Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh của mình. Trong thời gian qua thì mình có rất là nhiều câu hỏi về cái cách thức mà mình rửa cái máy ở trong bồn khoang của máy, cũng như là có một số bạn yêu cầu mình và nói là có dịp thì mình làm cái video về cái cách thức rửa máy nó như thế nào. Thì hôm nay mình cho các bạn xem, đây là phiên bản xe Toyota RAV4, nhưng mà cái động cơ ở phía trên nó rất là dơ nha. Thì có thể dơ ở phía trước và ở phía sau cũng như là ở phía dưới. Thì hôm nay mình chủ yếu là mình tập trung mình sẽ rửa ở phía trên cho các bạn xem nó như thế nào. Thì dơ nó có nhiều loại lắm, như xe này đó các bạn, nó có cái phần nhựa chụp ở phía trên này nè, nhưng mình tháo ra rồi thì ở phần trên nó chỉ là những cái bụi dơ thôi, mình có thể xịt nước thường nó ra. Nhưng với ở phía dưới đó mình cho các bạn xem, nhớt nè, dầu mỡ bò nó động vào đây nè, hoặc là ngay chỗ cái phần này nè, ốc bô này các bạn, cũng như là cái bình ắc quy nhiều khi nó bị rỉ cái chất axit ra, nó làm những cái stain ở đây nè, mình gọi là corroded, thì mình có thể rửa cái đó. Hoặc là ở phía trên chỗ cái phần mà motor quạt nước đó các bạn thấy không, lá cây này nọ rất là dơ. Thì nếu như cái xe hôm nay thì mình sẽ để nguyên vậy nha các bạn, tại vì mục đích là mình quay video cho các bạn xem luôn, thì mình để nguyên xe vậy. Còn nếu như ở nhà đó các bạn mà muốn rửa xe, mà các bạn cũng nên rửa xe thường xuyên, ý mình nói ở đây là khoảng chừng 30.000 dặm mình nên rửa cái khung gầm của máy hay là cái bồn khoang của máy cho nó sạch sẽ. Mình nhìn mở cái mui ra mình nhìn là mình thấy thích liền. Hoặc là khi các bạn bán cái xe đi lại đó, nó có giá, tại khi họ cách họ coi, họ mở ra cái mui là họ nhìn thấy họ thích rồi, chứ không chi là họ coi phần máy. Rồi các bạn có thể rửa ở phía trên hoặc là phía dưới, ví dụ ở phía dưới đó các bạn có thể là đội xe lên rồi các bạn có thể rửa ở phía dưới. Thì ở đây các bạn có thể rửa là dùng cái lại cái vòi xịt ở nhà, thì các bạn có thể xịt cái đó, hoặc là các bạn có thể ra ngoài tiệm, ở đây nó có những cái nơi để cho các bạn tự rửa xe nha. Nào nó có bán xà bông nè, xà bông tẩy nè, rồi cái chất high pressure water power gun này nọ, các bạn có thể xịt và rửa tẩy hết tất cả những chất dơ mỡ bò hay là chất nhớt này nọ. Nhưng mà để tẩy dễ dàng đó thì các bạn phải xịt những cái chất dung dịch vô, rồi để khoảng chừng 5 phút rồi các bạn bắt đầu có thể rửa đi. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái cách thức mình rửa cho phiên bản xe này. Đây là xe Toyota RAV4. Ngoài ra thì các bạn có thể rửa cái phần fender liner lại phía dưới này nè, nhiều khi đi đó các bạn nó dính bùn sình dơ nọ thì các bạn có thể xịt rửa đó luôn. Nhưng trước tiên á thì là mình thường mình làm đó các bạn, nếu ở nhà các bạn làm đó thì các bạn nên chạy xe cho khoảng độ chừng 5 đến 10 phút cho cái máy nó nóng lên, nó nóng hoàn toàn lên rồi mình tắt máy. Nếu cẩn thận hơn á thì là các bạn tháo cầu bình âm ra nha, tháo cầu bình âm ra. Còn không thì cũng không sao, nhưng mà các bạn theo mình thì các bạn có thể làm được, không cần phải tháo cầu bình âm ra. Nhưng cái quan trọng là các bạn phải nổ máy lên cho nó nóng, để cho những cái phần xung quanh nó nóng lên các bạn, rồi mình xịt những cái chất dung dịch vô dễ dàng bung ra. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ dùng chiếc xe này nha. Thì trước tiên đó mình có thể mua những cái dung dịch đó ở các nơi bán đồ phụ tùng sửa xe, ở thị trường Mỹ, Canada, ở các nước ngoài họ đều có bán nha các bạn. Thì thường nó gọi là dung dịch như là degreaser, nó có nhiều cái tên hiệu khác nhau như các bạn nhìn thấy đây, rất là nhiều. Giá thì khoảng độ từ 3 đồng cho đến 7-8 đô một bình thôi. Nếu như xe các bạn là xe lớn hoặc là bị dơ rất là nhiều thì các bạn có thể mua một hoặc hai chai thì đủ nha. Thì nhớ là đọc ở phía sau nó có cái phần hướng dẫn đó, cách sử dụng như thế nào. Thì thường trung bình nó là khoảng lên cái phần dơ, chỗ dơ đó các bạn, rồi mình để đó khoảng chừng 5 phút, rồi mình lấy cái bằng chải mà cái phần miệng của nó là bằng sắt nha. Để mình coi cái mình cho các bạn xem. Thì đây mình lấy thí dụ đây, cái bằng chải nè, mình chà lên sau khi mình xịt đó, sau khi mình xịt ở khu vực này nè, mình chà lên để cho một khi mình rửa nước đó, nó sẽ đi hết, nó sạch sẽ hơn. Còn ở phần phía dưới đó, thì nếu như các bạn có thể đó thì đội lên, mình phải để cẩn thận nha, đội lên rồi chêm cái đồ mà để giữ cho cái xe lên. Các bạn có thể xịt cái dung dịch đó ở phía dưới luôn, tại ở phía dưới thường rỉ nhớt đó, hay nằm ở phía dưới. Rồi các bạn cũng để 5 phút, rồi mình lấy cái chổi dây này các bạn, mình chà sau đó rồi các bạn rửa bằng nước sơ qua lại. Nếu như ở nhà mà các bạn có cái máy power wash hay là lại một cái motor để xịt nước ra mạnh đó, thì càng tốt nha các bạn. Nhưng trước tiên thì các bạn nên dọn dẹp sạch những cái phần này nè. Ở đây thì mình để nguyên cho các bạn xem, nhưng mà các bạn dọn sạch bớt đi, tại như ở đây nè, lá cây hay này nọ nó có thể vô trong cái hệ thống điều hòa máy nóng cũng như máy lạnh rồi xung quanh xe. Rồi nếu như cái bình ắc quy đó, bình ắc quy nhiều khi nó bị rỉ axit đó, thì các bạn có thể xịt vô. Thì cái dung dịch hôm nay mình dùng là này, hoàn toàn các bạn đều có thể mua được ở ngoài chợ Walmart hay là những tiệm bán đồ phụ tùng sửa xe nha. Nè, battery clean up nè, thì các bạn chỉ cần xịt vô thôi, xịt ở xung quanh chỗ nào bị rỉ đó hay là những cọc bình này nè. Cái xe này thì không, tương đối không có đến nổi, nhưng mà mình sẽ xịt cho các bạn xem. Và các bạn xịt xung quanh đây, xịt xung quanh đây. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái bình này để mình
để tẩy sạch những cái nhớt mỡ bò lên trên cái xe này. Như mình nói vậy, các bạn có thể mua rất là nhiều loại khác nhau. Mình sẽ lên nó và mình sẽ để nó khoảng chừng 5 phút ở phía sau này nè, nó hướng dẫn các bạn cách sử dụng như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Ở ngoài ra mình sẽ cho các bạn xem, tại có rất nhiều bạn hỏi mình là làm sao mà để cho tẩy sạch những cái mùi hôi ở trong hệ thống máy lạnh trong xe, rồi làm sao cho nó hết cái mùi đó. Thì thường đó các bạn, xe mình mới mua nó không có những cái mùi đó đâu, nhưng mà mình khi mình sử dụng máy lạnh á lâu ngày rồi nó sẽ có cái mùi, cái mùi nó sẽ được ăn bám ở bên trong những hệ thống đường ống của cái chỗ cổng thổi gió ra đó, lâu ngày nó sẽ có cái mùi hôi đó và rất là khó các bạn có thể làm sạch cái hệ thống đó được. Thì cái cách đầu tiên á, trước nhất á là muốn ngăn ngừa cái trường hợp đó. Nếu như xe các bạn chưa có bị á thì ngăn ngừa là như thế nào? Các bạn lái xe thì nếu như các bạn sử dụng máy lạnh á, thì nếu như trước khi các bạn tới nhà khoảng độ chừng 1 phút, các bạn nên tắt máy lạnh đi và bỡ lên cái máy nóng một chút đi, rồi mở cái hệ chế độ mà cho gió thổi từ ở bên ngoài vô. Như vậy đó các bạn, thì hệ thống máy nóng nó sẽ làm tan đi những cái môi trường, là những cái nước nó nằm ở bên trong đó các bạn, nó đọng ở bên trong đó, nó sẽ khô đi thì nó không có cái mùi đó. Còn nếu như các bạn sử dụng máy lạnh thường xuyên mà các bạn chạy từ điểm A cho đến điểm B rồi về tới nhà, các bạn tắt máy trước khi các bạn tắt hệ thống máy lạnh, thì những cái nước đó, cái nước môi trường ở trong hệ thống máy lạnh đó, nó sẽ bám ở bên trong những cái ống nhựa ở phía setup lô đó các bạn, thì nó sẽ tạo lên, lâu ngày nó sẽ tạo lên cái mùi hôi đó mà các bạn có thể không có thể bao giờ rửa sạch được. Hoặc là nếu như cái trường hợp mà nặng quá là mình phải tháo cái phần tắp lô ra, mình phải chùi rửa những cái hệ thống đường ống cao su bên trong đó, hoặc là các bạn phải thay mới. Nếu như xe các bạn chưa có thì nên sử dụng như vậy nha. Thứ nhất là chạy xe, nếu như các bạn sử dụng hệ thống máy lạnh trước khi tới nhà khoảng độ chừng, mình nói là khoảng chừng 3 phút đi, hay là chừng 1/4 mai, thì các bạn nên tắt hệ thống máy lạnh, hay là các bạn bật qua hệ thống nóng và để cho chế độ gió nó thổi từ bên ngoài vô. Các bạn có thể để ở dưới chân để cho hơi ở bên ngoài nó hút vô, và cái hơi nóng á, nó sẽ làm tan đi, bốc đi những cái nước ở bên trong cái hệ thống thổi máy lạnh á, thì nó sẽ không có cái mùi đó nha. Còn nếu như xe các bạn đã bị rồi thì các bạn có thể dùng là ở bên ngoài nữa, nó cũng có thể bán rất là nhiều cái này để cho các bạn clean, là mình tẩy sạch những cái mùi đó đi. Thì đây mình có đây nè, cái này của Toyota nha các bạn. Đây AC Power Foam, cái này nó cũng như là một chất foam xà bông vậy đó các bạn. Thì mình xịt vào trong cái hệ thống này, đây là cái nơi mà thường hay bị đóng những cái mùi đó nè. Đây mình gọi là evaporator ở trong hệ thống máy lạnh á, ở bên sau cái cốp xe đựng đồ cá nhân á, thì nó có cái đường ống vô, các bạn có thể xịt vô bằng cái cách hướng dẫn ở đây. Rồi sau đó mình để nó khoảng chừng 5 hay đến 10 phút, rồi mình bật hệ thống máy lạnh lên. Mình bật hệ thống máy lạnh và để ở chế độ nóng nha các bạn. Ở trong này sẽ hướng dẫn cho các bạn để khoảng chừng 10 phút vậy đó, để cho nó rửa sạch những cái hệ thống hôi ở bên trong đó đi. Rồi sau đó các bạn sẽ xịt những cái mùi thơm này vô. Conditioner nè, cái này nè, freshener nè các bạn, refreshener. Các bạn xịt vô ở phía này nè. Đó, những cái lưới đó các bạn. Mình mở chế độ nóng lên và mình để cho hệ thống máy lạnh on. Và mình mở ở cái chế độ thổi hơi từ bên ngoài vô, rồi xịt cái này vô này các bạn. Thì hy vọng nó sẽ tẩy sạch những cái mùi hôi đó nha, nếu như xe các bạn đã bị rồi. Đó là nếu như các bạn muốn tẩy sạch những cái mùi hôi đó, và các bạn muốn rửa những cái đường dây điện đó, đại khái như những cái công tắc điện này các bạn, đường dây cắm đây nè, nó có mỡ bò dơ hay là bụi, hay là những cái phần cảm biến đó các bạn, nó bị dơ đó, các bạn có thể mua cái này để rửa nha, nó an toàn, nó không có làm ảnh hưởng về hệ thống điện. Là đây có rất nhiều loại nha các bạn, ở những cái tiệm bán đồ phụ tùng sửa xe có rất là nhiều. Rồi thì bữa nay mình sẽ rửa cái máy này cho các bạn xem. Thì trước tiên các bạn nhìn nha, rất là dơ, rất là dơ. Ở đây mình không biết nó có ra không nha các bạn, chỗ này nè, và xung quanh đây. Thì mình sẽ xịt, trước tiên thì mình sẽ xịt cái phần bình ắc quy trước nha, để cho các bạn thấy. Rồi trước tiên thì mình sẽ xịt ở bình ắc quy, để tí nữa mình rửa cho sạch luôn. Thì mình lắc lên, mình xịt lên này các bạn thấy không? Nếu mà nó có rỉ chất axit đó, nó sẽ đổi màu giống như màu vàng cam cam vậy các bạn. Nha, mình xịt mình để đây chừng 5 phút. Và nhớ nha các bạn, khi các bạn xịt nước mạnh á, nếu như vòi ở nhà thì cũng không sao, nhưng mà xịt nước mạnh á thì các bạn nhớ là đừng có xịt một chỗ lâu, để khá như ở chỗ cái bình ắc quy này, các bạn chỉ xịt sơ qua thôi. Tại ở phía trên bình ắc quy này nó có những cái tờ giấy dán là nó hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng như thế nào, thì lỡ các bạn xịt vô đó nó văng đi cái tấm
giấy dán đó, thì các bạn có thể không biết là cái thông tin nó như thế nào, hoặc là ở trên máy, nhiều khi có những cái tờ giấy băng keo nó dán trên đây nè, các bạn cũng không nên xịt trực tiếp vô chỗ đó thường xuyên. Và thứ hai nữa là các bạn cũng đừng có xịt vào trong cái này lâu. Cái cục phát điện nè, mình gọi là cục alternator, tại nó có cuộn dây đồng ở bên trong đó. Và nhớ là các bạn đừng có xịt cái chất này nha vào trong cuộn dây đồng của alternator này, chỉ xịt sơ qua thôi các bạn. Chủ yếu là mình xịt vô những cái chỗ dơ đây nè. Và các bạn nhớ là nếu như cái xe của các bạn là loại xe cũ đó, mà dạng mà dùng những cái Delco hay là cái mobin là cái dây bugi này nọ đó, thì cái đó nên tránh ra nha. Tại xịt vào đó nhiều khi máy nó sẽ chết máy, nó không nổ máy. Nhưng với cái này thì không sao, các bạn có thể xịt vô tư ở đây nha. Nhưng mà nhớ là các bạn đừng xịt cái này nè, cái chất tẩy này nè, nhiều ở khu vực gần những cái cao su này nha các bạn. Tại vì để lâu quá, nếu như các bạn để lâu hơn 10 phút á, thì thường nó nói là 5 phút thôi, nhưng mà để lâu hơn 10 phút á, mấy cái cao su này nó sẽ bị saturated, có nghĩa là nó sẽ bị làm nở ra, nó không có giữ kín được nữa nha. Thì nó lại có thể là bị rỉ nước vào bên trong cái lỗ buji, làm xe chạy không có tốt, tắt máy nha các bạn. Đó, thì các bạn không nên xịt những cái này, cái degreaser này vào trong những cái cao su như mình nói, hoặc là những cái phần cảm biến này là lâu nha các bạn. Đó, phần cảm biến, và đừng có để quá 10 phút. Rồi thì bây giờ mình tới phần này, mình sẽ xịt xung quanh ở đây nha. Mình xịt xung quanh như bên đây mình làm cho các bạn xem là các bạn thấy chỗ này dơ nha. Rồi tí nữa sau đó mình sẽ rửa lại coi nó sạch như thế nào nha. Các bạn thấy không, thường là lại xịt không à, phần này nữa nè. Nhớ là để khoảng chừng 5 phút thôi nha các bạn, không có để lâu. Thì có chất tẩy rất là mạnh. Mình chú ý ở chỗ đây nha các bạn. Đó, như mình nói về khoảng chừng 5 phút thôi. Thì trong vòng 5 phút đó, các bạn có thể lấy những cái bàn chải như vậy nè, các bạn chà đi. Như mình đang làm nha các bạn. Xe nó sẽ sạch. Các bạn mở ra, các bạn nhìn, các bạn thích liền. Hoặc là khi các bạn bán cho người ta đó, người ta mở cái mui ra, người ta nhìn là người ta thích liền là xe này kỹ. Ở phía dưới các bạn cũng có thể làm như vậy nha, nhưng mà ở phía dưới ở nhà thì hơi khó, nhưng mà các bạn có thể đội lên. Rồi mình để cái đồ mà engine stand á, là cái đồ giữ cho cái xe trên cao á, để cho nó khỏi tuột xuống đó. Rồi các bạn xịt, các bạn cũng làm y chang vậy nha. Đó, để khoảng chừng 5 phút thôi, rồi mình đem ra mình xịt nước thiệt là sạch, thì coi nó như thế nào nha. Mời các bạn đợi mình sẽ trở lại trong vòng 5 phút. Rồi các bạn à, 5 phút đã qua rồi, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ xịt, mình rửa nó đi nha. Đó, và một điều là nhớ là các bạn đừng có xịt cái nước mà tẩy đó, degreaser này, vào những phần cao su để lâu quá 5 phút nha. Cũng như là những cái phần sơn và cái phần bên ngoài nè, nó sẽ ăn cái sơn, nó làm mờ đi cái chất sơn nha. Thì bây giờ mình sẽ, bữa nay thì mình sẽ dùng cái lại khẩu súng với cái power gun, cũng như là high pressure water. Còn ở nhà các bạn có thể dùng cái vòi nước ở nhà, các bạn cũng có thể rửa được nha. Thì bây giờ mình xịt cho các bạn xem. Thank you.
các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ xịt sơ vô đây nữa nè. Chỗ này chưa được sạch nha các bạn. Thì mình sẽ xịt thêm vô đây. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xịt nước sơ qua, nó sẽ sạch nha các bạn. Đó, các bạn thấy đó, cái cách thức mình rửa cái xe nó như thế nào cho những phiên bản xe mới nha. Rất là sạch. Đây, các bạn xem những cái chỗ cũ nè. Rất là sạch. Cái chỗ này các bạn nhớ không? Rất là dơ. Bình ắc quy ở đây. Rất là sạch. Còn phía trên nữa nè. Không còn lá nữa nè. Và các bạn có thể sửa xung quanh cho cái bánh xe. Rất là sạch nha. Thì... tóm lại thì mình sẽ làm như thế nào? Trước tiên là các bạn phải coi, mở cái mui lên, coi xe mình nó dơ như thế nào. Và mình cũng nên rửa xe sơ qua cái khoảng chừng độ 30.000 dặm. Các bạn làm một lần, có nghĩa là năm một lần đó các bạn. Rồi các bạn mở cái mui lên, nếu như cái bình ắc quy này nè bị rỉ axit thì các bạn có thể mua cái chai như mình cho các bạn xem đó. Mình xịt lên, mình xịt lên, rồi mình để đó khoảng 5 phút. Ở bên đây đó thì các bạn xem coi xe mình mới hay cũ. Nếu mình dạng xe cũ quá đó các bạn, mà cái dây buji rồi cái delco rồi cái mô pin để khái mấy cái đồ mà đánh lửa phía trên á thì các bạn không nên, các bạn phải lấy bao ni lông bọc lại, bọc kỹ lại. Hoặc cái phần phát điện cũng vậy nha các bạn, các bạn cũng có thể lấy bao ni lông bọc lại, hoặc là tránh đừng có xịt trực tiếp vào đó. Rồi các bạn nếu mà không yên tâm á thì các bạn có thể tháo cục bình âm ra đó, tháo cục bình âm ra sau khi các bạn nổ máy khoảng 5 phút rồi mình xịt lên đều hết. Cái chất đó gọi là degreaser, có bán ở các nơi, ở trong các những tiệm bán đồ phụ tùng xe các loại nha các bạn, khoảng chừng độ 3 đồng cho đến khoảng 8-9 đô thôi. Các bạn có thể mua một hoặc hai bình tùy theo. Thì các bạn không nên xịt vào những cái phần cao su nha, như mình nói vậy đó, hay là trực tiếp vào những chỗ này, hoặc là cái cục alternator và cục phát điện có cái khuôn của dây đồng ở trong đây nè, không nên. Và cũng không nên xịt ở xung quanh sơn nha. Mình theo cái cách hướng dẫn của nó ở phía sau là khoảng độ chừng 5 phút các bạn để đó. Rồi mình lấy bằng chải mình chà, nếu cái chỗ nào bắt các bạn nghĩ nó khó ra đó, mình chà sạch đi, mình giúp nó, mình chà nó đi. Rồi sau đó các bạn có thể lấy cái vòi nước ở nhà các bạn xịt sơ qua, hay là các bạn đi ra bên ngoài có những cái nơi đó, ở thị trường Mỹ hay là Canada cũng như các nước khác họ có những cái hệ thống mà từ rửa xe, thì các bạn có thể mua những cái dung dịch cũng ở đó luôn, thì các bạn xịt sơ qua từ trên xuống dưới. Nếu mà ở phía dưới đó, thì các bạn có thể nâng xe lên và xịt ở phía dưới. Như các bạn nhìn thấy đây, mình xịt xong rồi các bạn, rất là sạch nha, mở cái mui ra là mình nhìn thích liền. Đó là cái cách thức mình rửa cái buồng khoang của máy cũng như là cái động cơ cho tất cả loại xe đời mới. Các bạn cứ vô tư xịt đi nha các bạn, dĩ nhiên là các bạn đừng có tập trung vào một chỗ lâu, chỗ phần cảm biến dây điện nè hay là cục phát điện nè đó, các bạn cứ làm vậy thôi. Hy vọng là cái video này trả lời được những cái thắc mắc mà các bạn hỏi mình, và mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình để mình có động lực làm nhiều video bổ ích cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye. Hẹn các bạn ở video tới.